Kỷ niệm Mẫu Sơn ngày hôm nay là 29 tháng 3 năm 2012 âm lịch đấy. Đưa cụ 77 tuổi mình đi. Ông Phai năm nay bao tuổi nhỉ? Ông bao tuổi? Ông 59 à? Anh Lợi bao nhiêu? Đâu anh Lợi cơ? Anh Lợi 43 hơn chú Thạ 5 tuổi, chú Thạ 38. Nào bác cầm nó quay không cái. Cứ cầm nhìn vẫn đang quay, cứ đừng bấm cái gì cả. Đang quay phim mà. Nhìn em là được. Được rồi. Thấy rồi đúng không? Ừ. Được rồi. Dập vỡ. Quay hết quảnh cảnh Mẫu Sơn. Hôm nay nó không nắng, nhìn nó không đẹp. Nó phải nắng to. Nắng to là nhìn hết cái kia mà. Cháu đợt trước này cháu đi cháu nhìn hết rồi. Bọ kiến ấy nhỉ. Từ từ. Uống đi, làm bật lon bia đi, uống hết xong xuống. Giờ mình vừa bắn rồi nó phải uống đã. Đỉnh cao nhất của Lạng Sơn mùa đông nó có tuyết, có băng của